Xin thưa các vị, vừa qua những cái thông tin mà làm cho chúng ta cũng cảm thấy buồn cho một xã hội chúng ta. Những câu chuyện về con người đối với tất cả các loài súc vật, cầm thú, hay là giữa con người với người, chúng ta thấy nó dường như nó có một cái gì thay đổi, biến chất mà con người ta bây giờ có những lúc cần phải suy nghĩ lại. Nếu không cứ cái đà này nó tiến, cái là nó quá đà nữa đó, thì chúng ta sẽ rất đau khổ. Và con người chúng ta sẽ sống dường như không còn một diện mối đạo đức và hệ thống của con người nữa. Nếu cái này nó dần tiến như vậy, nó bây giờ nó đã ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, trong một cái phần nào đó trong xã hội, nhất là trong những người ít được giáo dục, ít được đi học, trong những môi trường ít gần gũi Phật Pháp, thì dường như cái này nó nguy hiểm vô cùng. Xin thưa các vị, vừa rồi đọc trên báo tôi thấy cái tờ báo nói về cái vấn đề mua chó. Rồi khi người ta mua chó đem về, người ta khi mà người ta làm thịt đó, thì tôi nói là người ta cứ để sống, người ta lột da. Khi cái bài báo viết lên và chụp hình những con chó được mua về, rất là tội. Tôi không hiểu cái văn hóa này nó ảnh hưởng từ đâu, nhưng mà tôi cho rằng nó không phải là một văn hóa của Việt Nam. Nó do nó ảnh hưởng của một bộ phận nào đó. Nhưng mà tôi không đề cập đến vấn đề là chúng ta, cái nhu cầu về ẩm thực chúng ta, tôi không đề cập đến cái đó. Nhưng mà tôi muốn thấy cái hành động khi chúng ta sử dụng cái hành động đó đối với một cái loài gần gũi với con người chúng ta, đó là loài chó. Chúng ta để sống như vậy, chúng ta lột da. Cái hành động này nó làm cho con người chúng ta suy nghĩ lại. Nếu con người chúng ta bình tâm với những cái chuyện đó xảy ra, thì tôi nghĩ rằng xã hội chúng ta mai này nó sẽ lấn vào tội ác tới đâu nữa. Rồi cái chuyện vừa rồi ở Đắk Lắk, khi mà người ta đăng lên báo là những cái người bắt những con vọc, các vị biết không? Cái anh này là binh nhất binh nhì trong quân đội đó, ở vùng đó. Anh này bị kỷ luật và bị phạt hình như 18 tháng tù hay gì là. Thì tôi được biết rằng á, khi mà anh đi săn được những con vọc, mà cái đó con vọc nhầm con vọc có thai nữa, anh về anh hành hạ xong cái con vọc rồi cái anh mới mổ, anh lấy thai. Rồi anh mới cho những cái vũ điệu, những cái kiểu cách, và anh chụp cái đó anh đưa lên Facebook. Tức là dường như ảnh cho nào là ngậm thuốc nè, rồi nào là có những cái cách mà dằn vặt con vọc trước khi chết á. Những hành động đó đăng lên Facebook và bị cộng đồng mạng người ta chỉ trích. Và cuối cùng những người có trách vụ mới điều tra ra và cuối cùng phạt anh ta. Cái vấn đề phạt đưa lên không mang cái nghĩa là cái anh ta có những hành động quá nặng đối với những loài cầm thú như vậy. Nhưng mà ở đây là anh xâm phạm đến những loài quý hiếm đang được bảo tồn. Nhưng mà thật sự cũng chính cái hành động đó nó làm cho người ta bất nhẫn đi. Chúng ta đối xử với một loài cầm thú, có thể là cái loài nào đó chúng ta có thể ăn, nhưng mà chúng ta hành động như vậy là chúng ta sẽ bị phạt. Các vị nên nhớ, ở tất cả các nước phương Tây, đất nước người ta không có ăn chay. Xin thưa, nếu có ăn chay đi chăng nữa, người ta ăn cái quan niệm sinh học. Nhưng mà ai mà sử dụng mà giết mổ mà quá tàn nhẫn là bị cảnh sát phạt liền. Tức là phải giết mổ mang tính cách làm sao nó phải nhân đạo. Mặc dù người ta ăn thịt, nhưng mà cái cách xử sự người ta đối với các loài cầm thú phải nhân đạo. Có những cái hành động quá ác hoặc là quá dằn vặt, hành hạ các loài cầm thú, chúng ta sẽ bị phạt, thậm chí chúng ta sẽ bị đi tù. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên những hành động đó người ta cảm thấy rằng vô đạo đức, hay là có những hành động người ta gọi là nặng từ hơn, người ta nói là dã man. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy đối với tất cả các loài súc vật, như vậy là đã đành. Từ những cái mà chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta nó thấp xuống đi, cái mức độ tình cảm và từ bi của chúng ta nó thấp xuống, thì bắt đầu chúng ta đến với loài người. Chuyện giữa người và người cũng không còn gì xa lạ đối với các mối quan hệ về đạo đức tình nghĩa. Cái chuyện không xa. Ông này ở Hà Nội, phải không? Ông vừa rồi ông bị truy tố ra luật pháp là bị tạm giam 4 tháng để điều tra. Còn cái chuyện mà kết tội như thế nào là chuyện đó còn tính sau. Khi ông chở người vợ ông là 50 tuổi, bị tai biến và liệt nửa thân người. Thì khi trên đường về, không biết lý do gì mối quan hệ giữa hai người, ông mới ẵm bà vợ ông liền xuống sông. Khi qua ngang cái cầu Khi mà ổng đem liệng xong thì vợ lúc đó cái tay mà còn nắm được á, tức là bị liệt nửa thân người, còn cái tay còn lại mới chụp vào thành cầu thì mới gỡ luôn cái tay trên thành cầu cho xuống sông. Thì có người chứng kiến việc đó, người ta mới kể lại và bắt ông. Thì khi mà cảnh sát bắt ông rồi hỏi ông là tại sao, ông nói tại bà vợ ông hổm rày á, là hâm hem muốn đòi tự giận hoài, hôm nay ông giúp cho bà vợ tự giận luôn. Ông trả lời một cách đơn giản như vậy. Nhưng mà khi người ta điều tra, người ta hỏi lại, có nghĩa là trước khi ông cũng là người ăn chơi, vợ ông một tay làm ra đồng tiền để nuôi cho ông có cuộc sống. Bây giờ khi vợ ông bị tàn phế, ông quay lại ông về ông chăm sóc, ông cảm thấy nặng gánh quá, dường như ông muốn có cảm giác trong lòng là muốn hất bỏ gánh nặng này đi. Cái hành động đó được người ta đánh giá là vô đạo đức ở chỗ đó. Khi mà mình bóc lột, mình hưởng thụ trên sự lao động của người khác, người khác hy sinh cho mình thì người ta không nói. Tới bây giờ tai biến bệnh tật xảy ra, con người có thủy có chung, có đạo lý, vợ chồng tình người thân thuộc, trái lại chúng ta lại xử sự như thế. Cho nên xã hội lên án và luật pháp kết án là chuyện đương nhiên rồi. Nói nhiều cái, vừa tội ác, vừa vô đạo đức, vừa thiếu lương tâm, vừa nhiều thứ trong cái hành động này. Như vậy từ những chỗ đó tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là tất cả những cái mối quan hệ giữa người và người, và giữa người và cầm thú hay là các loài súc vật, nó tác động đến một tâm lý của thế hệ đang là chuyện không nhỏ. Và nếu điều này không có sự ngăn chặn kịp thời thì mai này xã hội chúng ta, con em chúng ta, tương lai của thế hệ chúng ta đi đâu và về đâu? Nếu đã như vậy thì mai này nói chi đến đạo đức, hiếu thảo, tình cảm, các mối quan hệ, mấy cái đó còn nghĩa lý gì trong cuộc đời của chúng ta nữa? Tôi nhớ ngày xưa Mạnh Tử ông có nói một câu: nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái này tôi không muốn đề cập vào Phật học ở trong này. Tôi chỉ muốn nói rằng cái lời này của một bậc á thánh như Mạnh Tử nói có thể là đối với Phật học chưa chính xác lắm, nhưng mà dựa vào câu này, ông đề cao cái con người như thế nào đi chăng nữa thì tự thâm tâm, từ sâu trong đáy lòng nó vẫn có đức tính thiện. Cái đức tính thiện đó gọi là gì? Là lương tâm. Lương tâm, lương là gì? Lương là hiền lành, là lương thiện, chứ không phải là lương lẹo, đúng không? Lương ở đây là lương tâm, là hiền lành đó. Cái hiền lành đó người ta gọi là lương tâm. Như vậy ông nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là bản chất gốc của con người nó vốn là lương thiện. Nhưng mà đối với Phật học cái này nó không được đúng. Bởi cái gì vốn là thiện thì người ta không gây tội ác. Cho nên ở đây cái dịp khác chúng ta bàn trong này thuộc về học thuyết gọi là tư tưởng. Tôi không cần thiết chia sẻ trong cái nội dung này vì nó không liên quan đến lắm. Tôi chỉ muốn dẫn chứng cái câu của Mạnh Tử ngày xưa nói như vậy thôi. Như vậy khi ông đã thừa nhận bản chất gốc hay là lương tâm của con người vốn hiền, vốn thiện như vậy thì có nghĩa rằng con người chúng ta dường như trong lòng thâm sâu đó nó cũng còn cái tình người, còn cái gì đó tốt đẹp. Nhưng mà ai là người tạo điều kiện để gợi ý cái tốt đẹp đó? Là cái duyên nào để chúng ta có thể phát khởi cái tốt đẹp đó trong các mối quan hệ? Chứ bây giờ tôi thấy cứ mỗi là giận tức ra là chúng ta cứ hành hạ nhau. Vợ chồng cứ giận tức nhau thì cứ ra tòa, giận tức nhau thì cứ đánh đập, hay là sống ở trong nhà thấy không thoải mái thì đi ra đường thế này thế khác. Bạn bè nhau có những lời qua tiếng lại thì sẽ xử sự với nhau như giang hồ. Tất cả mọi mối quan hệ trong xã hội tôi thấy nó đã xáo trộn lên. Nó mất đi một cái tính văn hóa, đạo đức trong các mối quan hệ tình làng nghĩa xóm mà từ thời bé tôi đã được học, được dạy. Và trong thực tế dường như cái đó không còn phản ánh nhiều. Điều này là điều vô cùng đáng tiếc. Xã hội chúng ta càng văn minh, con người càng có ăn có học thì tại sao đạo đức lại suy đồi? Cái này là một câu hỏi lớn. Và những nhà làm đạo đức và những người đi trước, những người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm những người thầy cô trong xã hội cần phải suy nghĩ và tư duy cho được và trả lời cho được cái câu này. Điều này là điều vô cùng quan trọng. Xin thưa các vị, cái con người chúng ta, con người nó cũng là một loại con trong vô số con. Con trâu, con bò cũng là con, có phải không? Con chó, con mèo cũng con. Thì con người chúng ta cũng là con. Vì vậy chúng ta vẫn có tính chất của các loài cầm thú hay là súc vật ở trong con người. Trên nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên các nhà khoa học chỉ liệt con người chúng ta cũng là một loại động vật, là một loại động vật bậc cao, chỉ là vậy thôi. Sự thật ra nếu chúng ta không có những cái đạo đức được quy chế của xã hội và nhiều mặt khác về văn hóa, đạo đức, lễ giáo, thì con người chúng ta cũng sống trở thành một cái bầy hỗn độn, cũng không thua tất cả các loài bầy đàn súc và khác. Đây là nguyên tắc. Cho nên cách đây không lâu, khi mà tôi nghe một cái nhà văn hóa ở Hàn Quốc họ tự đánh giá đất nước người ta, người ta nói là Hàn Quốc bây giờ sống như một cái bầy súc vật hỗn độn như vậy. Tức là khi con người ta tự đánh giá về đất nước người ta. Tôi thì không biết Hàn Quốc cho nên là tôi không có dám đánh giá liều. Nhưng mà trong báo đăng như vậy tôi thấy vì sao người ta phải nói những cái điều nặng lời như vậy, và điều đó mình nghĩ như thế nào. Như vậy về mặt nguyên tắc chúng ta vẫn thấy rằng con người chúng ta phải được giáo dục, phải có luật pháp, phải có văn hóa, phải có đạo đức, phải có lễ giáo. Cái này giáo dục và kìm kẹp để con người bớt đi cái sự ngông cuồng của các loài con, để trở nên sống với cái tính chất của con người. Xin thưa các vị, theo học thuyết của Darwin, qua quá trình lâu dài hàng triệu năm như vậy, con người ta tiến hóa để trở nên con người. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Nếu con người chúng ta từ nguyên tắc là một vượn người để tiến hóa thành loài người, thì chúng ta thấy cái gốc của con vượn nó hiền hay dữ? Chúng ta nhìn thấy các loài khỉ vượn hiền hay dữ? Hiền. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng con người cái gốc chúng ta là từ loài vượn người để tiến hóa thành người. Nhưng mà sao bây giờ chúng ta dữ hơn loài vượn gấp 100.000 lần vậy? Tôi nói đây không mang nghĩa quơ đũa cả nắm. Vẫn có những người hiền. Như vậy thì ở đây con người chúng ta, nếu con người nào tiến hóa từ vượn thì rất có thể là hiền. Nhưng mà một số người nếu mà chúng ta thấy họ dữ quá, chúng ta nói người này chắc tiến hóa từ loài sư tử rồi vậy không? Chúng ta phải cho một cái học thuyết mới nữa. Chúng ta thấy những người mà dữ ghê gớm quá, chúng ta nói cái này không phải tiến hóa từ dựa người đâu mà loại này tiến hóa từ sư tử hay cọp vậy đó không? Chúng ta phải nói như vậy. Sự thật ra cái học thuyết đó đúng sai dường như chưa có khẳng định lắm. Tôi đã phân tích rất là nhiều, nhưng mà không phải là điều tôi muốn nói với các vị hôm nay. Như vậy từ gốc của một cái loài vượn người để tiến hóa thành người, nhưng bây giờ chúng ta đã khác với cái gốc quá nhiều. Không phải khác về gốc văn minh mà khác về gốc bản tính, hung dữ hay là nhiều thứ. Loài vượn người thật sự á, tôi không biết loài vượn có ăn thịt sống hay không, nhưng mà loài người chúng ta hôm nay bắt đầu lại tập quán lại ăn thịt sống. Cái này rất là lạ kỳ. Tôi thấy một số người, cách này mấy ngày tôi có xem trong một cái clip trên YouTube á, thì tôi thấy là cái người này á, là một anh thanh niên. Thì trong một cái bàn nhậu như vậy, cái người ta đem con bạch tuộc á, các vị biết bạch tuộc không? Bạch tuộc là nó có cái xúc tua dài dài như thế này nè. Bắt đầu anh ta cầm con bạch tuộc lên, và chính cái xúc tua nó quấn trong tay ảnh như vậy đó. Bắt đầu anh mới cầm hai tay, rồi anh mới nhúng vô trong cái gì đó tôi không biết, nhưng mà anh chấm vô trong đó, bắt đầu anh nhai. Ảnh nhai từng xúc tua một, rồi xúc tua kia nó quấn vô mặt ảnh, ảnh lột ra. Cái ảnh nhai tiếp, rồi nó quấn đầu này, cái lột ra nhai. Mà tôi thấy thật sự hai tay ảnh cầm, ảnh bấu và ảnh gịch với con xúc tua mà bạch tuộc á. Mà ảnh nhai, ảnh ăn từng tua mà ảnh nhai, chắc là nó dai lắm, tôi thấy ảnh nhai ghê gớm lắm. Sự thật ra tôi xin lỗi, tôi nhìn ảnh ăn một hồi tôi không biết ảnh là con hay là người. Xin thưa thật với các vị như vậy. Mình nhìn mình thấy rất là tởm, và ăn sống như vậy, ăn tươi như vậy, ăn một con bạch tuộc đang sống như vậy, mình thấy khủng khiếp quá. Rồi bên cạnh đó tôi lại thấy một số clip lại là có những cái nhóm bạn trẻ thôi, chừng 19 đôi mươi, họ lại thi nhau họ ăn những cái con đuông. Ở quê mình các vị biết đuông không? Đuông ăn dừa bằng ngón tay vậy nè, nó giống như con sâu nhưng mà nó màu trắng á. Bắt đầu nó bỏ vô chén nước mắm như thế này. Tôi thấy con đuông mà nó bò ở trong chén nước mắm, chúng ta thấy giống như mấy giòi nhỏ ngày xưa nó bò trong nước mắm vậy đó. Bắt đầu chia nhau ra ăn đuông sống mà nó chấm trong nước mắm như vậy, nó tắm nước mắm hồi cho nó thấm rồi đó ha. Bắt đầu lấy ra còn ngo ngoe mà nó cắn từ miếng mà nó dãy trong miệng như vậy. Sự thật ra những hình ảnh này tôi xem rồi tôi đáng buồn. Nếu con người chúng ta vui vẻ với sự chết và cách ăn sống với tất cả những loài động vật như vậy, thì nếu mà tính về thời gian dài mà cái này ảnh hưởng lớn thì nguy hiểm cho xã hội chúng ta lắm đó. Nhìn như vậy nhưng mà đừng vội cười, không phải là một trò chơi đối với tất cả chúng ta. Cho nên có một triết gia ông nói rằng để trở thành con người thì từ loài vượn người phải trải qua hàng triệu năm tiến hóa mới có thể thành người. Nhưng mà nếu từ một con người mà muốn trở thành loài cầm thú thì chỉ trong vòng giây phút. Ông ta nói một câu rất là tuyệt vời. Chắc chắn rằng tôi nghĩ ông ta là một con người về đạo đức học và xã hội học, ông ta có một tầm nhìn rất là tuyệt vời như vậy. Và chính là câu này chính chúng ta cũng phải suy nghĩ. Một con người trở nên tội ác trong nháy mắt. Chỉ cần một mối quan hệ trong tình cảm nó có cái gì không hài lòng, hoặc là một cái gì đó ganh tị, hoặc một cái gì đó trong vấn đề thương trường nợ nần, chúng ta sẽ xử mà chúng ta thấy rằng cái đó không biết chúng ta có còn là con người với nhau hay không nữa. Như vậy nếu là một con người chúng ta sống, nó có tình người thì chúng ta sống phải biết nhường, nhịn, chia sẻ, yêu thương. Còn đằng này quyền lợi của chúng ta, tình cảm của chúng ta mà cái gì chúng ta nghi ngờ hoặc cái gì nó ảnh hưởng đến một chút thì chúng ta xử sự rất là tàn bạo. Và chính cái tàn bạo đó chúng ta mới đánh dấu hỏi rằng tại sao hôm nay con người chúng ta lại là như vậy. Điều này chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải suy nghĩ những vấn đề này. Rồi nếu mà tất cả những cái đó dẫn đến khi xã hội chúng ta phát triển, nhu cầu mối quan hệ của mọi người dường như sự thoải mái hơn về mặt tình cảm hay là tất cả các mặt khác, thì cái tệ nạn sau nó lại là có những cái việc mà gọi là bỏ rơi các cái hài nhi. Cái này là một cái báo động lớn trong xã hội của chúng ta. Xin thưa các vị, vừa rồi chúng ta đọc trên báo chúng ta thấy rằng ở tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, chúng ta thấy là khi mà cái người ở trong một cái khu mà ở tập thể, người ta nghe tiếng dường như là tiếng trẻ khóc, mà cuối cùng người ta tìm được là cái tiếng trẻ đó, nó nằm trong một cái ống thoát nước của cái nhà vệ sinh. Thì ra thì ở trong đó đó là có cô nữ sinh đi học, rồi sau đó có ngựa hoang, rồi do gì đó, rồi cô lại bỏ hài nhi đó trong cái ống thoát nước như vậy. Thì khi mắc kẹt như vậy đó, người ta nghe tiếng trẻ khóc, rồi người ta mới báo với cảnh sát. Và cảnh sát bên đội cứu hỏa mới lại, rồi bắt đầu người ta mới đưa thang lên trên cao, rồi người ta mới cắt cái ống đó đó, người ta mới đem xuống, người ta mới mổ ra. Thì có một đứa bé trai trong đó, bé trai mới sinh ra mà bị lọt vào trong đó mà không biết sao mà vẫn còn sống. Và người ta mới đem đi đến cấp cứu, và bé trai đó sau đó còn sống. Và người ta mới đang truy lùng cái người nào là mẹ hoặc là cha của bé trai đó. Thì bây giờ khoa học nó tiến bộ, cái việc đó cũng không khó lắm đâu. Cái thời ngày xưa thì nó khó, cái thời cỡ Quan Âm Thị Kính, Thị Màu rồi thì nó khó về chuyện đó. Chứ còn cái thời này nó thử ADN là không chạy đường nào chạy khỏi. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng khi mà cái chuyện đó xảy ra thì quần chúng hay là nói chung cả cộng đồng thế giới lên án về tội ác. Cái hành động đó xem như một tội ác giết người. Chúng ta ngoài cái trách nhiệm đối với con người rồi, lương tâm ruột rà giữa mối quan hệ mẹ và con nó lại là nằm ở chỗ nào? Như vậy con người chúng ta chỉ biết một bề hưởng thụ cho những cảm giác khoái lạc của chính bản thân mình mà không chịu trách nhiệm trước một cái hệ quả như vậy. Thì ở đây con người chúng ta cần phải xét lại. Nếu ở đây chúng ta là một con người bằng cái cuộc sống như vậy, trong các mối quan hệ chúng ta thừa biết nó là như vậy. Trên nguyên tắc chúng ta là sinh viên, chúng ta không phải là một người không biết gì. Chúng ta biết về mặt y học, khoa học, tất cả mọi thứ chúng ta biết. Thì tất cả những hành động đó tại sao chúng ta lại để những trường hợp đó xảy ra đáng tiếc và lại ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức đương thời như vậy? Điều này nguy hiểm vô cùng. Việt Nam chúng ta chuyện đó không phải là chuyện lạ. Các vị hỏi những người bốc rác ở thành phố, bốc rác ở các khu bệnh viện, bốc rác ở các khu nhà tập thể, nhất là những cái nơi mà ở tập thể của các sinh viên học sinh, thì các vị sẽ biết rằng những nơi bốc rác đó chuyện gì xảy ra ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay là tại các trung tâm đô thị. Việc đó là việc hàng ngày. Có những người mà đi cào rác, các vị biết không, nhiều khi đi cào giật mình, đi cào thấy cái bịch giật mình, mở ra là có những đứa con nít còn quậy quạo ở trong đó. Cái chuyện này nói lên như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta là người có học Phật, có tu tập, biết về đạo đức, biết lương tri, biết các mối quan hệ như thế nào, thì chúng ta lại thấy những hành động đó chúng ta xót xa vô cùng. Nhưng tại sao có những người đương sự chính là khúc ruột của họ, nhưng mà tại sao họ không xót xa? Có rất là nhiều lý do để trả lời câu hỏi này, và có rất nhiều người cũng bào chữa và bênh vực chuyện này. Nhưng mà có những cái bênh vực thì bênh vực, nhưng mà xã hội không công nhận. Bênh vực cỡ nào cũng không công nhận. Ở đây là chúng ta nên thấy như vậy.